Có gì không? Không có gì bên đây hết. Mà bên đây thì có này. Được chùm đó nha. Đây nè, ui trời. Cũng ok á nha. Đó. Ok ha. Có bụi một đó, được ba củ á nha ơi. Đã ghê chưa? Nãy làm đứt một củ bên đây nè. Đây, đó, được củ nữa. Ờ, hết rồi hả? Vậy thôi nhờ. Được 4 củ khoai lang. Nà, đã chưa? Trời ơi, siêu to khổng lồ. Ở nhà mình bữa hôm mình thu mấy trái ớt chuông siêu to khổng lồ hôm nay. Lên đây hái bự hơn nữa. Giá mang, ôi trời, bên đây nè, nguyên cây nè. Cây chín rồi nè. Hai một tàu rận vô cắt có trái bự lắm nó ui rồi trời hai trái nó sao nó ngã luôn vậy trời này đã dễ sợ nó nặng trời ơi trái quá trời luôn bên đây nè ôi trái này hư nhỏ ơi chuông trái này ủa trời đỏ hai trái đấy đỏ nữa kỳ lá hai trái ướt trái tim có mấy trái bên đây hừng hừng luôn nè hái luôn nè đã thấy cái trái đỏ này wow cái trái này bự đá kìa chú cả nhà mẹ được cái táo bự luôn ô này chuông siêu to khổng lồ đây màu đỏ nữa nè cả nhà trai trai này hư đầy thâu rồi nha mê không đó đã ôi cà keo quá trời luôn chắc mình bẻ mớ cà keo đi vô cho mấy con gà con vịt nó ăn con dê rồi cho nó mớ với tốt quá trình tốt ung luôn mà sợ nó ít thôi nữa đông đá nó lấy hết trơn uổng bẻ vài cây ôi keo đã gì đâu luôn lá nào lá nấy nó bự siêu to khổng lồ con này mê ha được bỏ mẹ ý trong nhà xong đi lấy cái đồ ấy ra tại vì bỏ trong cái xe đẩy vô cho nó dễ chứ ôm nó mệt không nha nên là đẩy mỹ xong á mình vô mình lấy cái xe đẩy ra bỏ lên vô mấy em dê em ăn quá trình cải kia cả gì đâu mình làm xiên thì mình bẻ cho mấy con dê bọn gà ăn chứ mà mình không làm xiên là coi như là để cho sớ rủi hết cây à uổng lắm nên thôi mình làm xiên cho mấy con dê gà ăn thì uổng này á hả mình ăn lẩu đồ ngon lắm mà tại vì trên đây á họ không có ăn tại vì nhiều quá họ đủ các thứ có nhiều sự lựa chọn quá nên là người ta không có ăn mấy ta trồng lại cho con gà con bò ăn trời cây nó tốt dã man luôn á
Đá gì đâu là đá rồi nha. Lá bữa ha, cải theo 1.000. Cái này nó nhà mình cũng có trồng mà tại vì nhà mình không có đất rộng á, đất không có thoáng nên mình trồng nhiều thứ quá nó chật lại á. Còn đây chỉ rộng thanh thang nè chị, trồng cây nào á nó thu ra cái lá nó bự chán. Xe luôn cho mấy anh về ăn đá. Cậu nào cũng mấy đã rồi ha. Này nè, tranh thủ trời nó chưa có mưa hái lát nữa mưa rồi không có bẻ đâu. Trời ơi, lá nó đã gì đâu, mưa giống như có đạn vậy, cây đã gì chứ. Này nha, mê không? lá nào ra mấy con đã gì không, cây cổ thụ luôn vậy. Này là tưởng nó gãy nè, nặng quá sao tưởng nó gãy, nó đè lên nhau á, nặng quá nè, cây này nặng nó rã luôn nè. Ủa gì đâu luôn, không sao, có Nhân Hà đây, mấy em này sẽ được nhẹ lên. Lá non là ngon nè, cái củ đồ ngon, ăn như cải rổ vậy, ông khác vậy, mình ăn rồi mình biết. Cái cọng nó cũng giống cả rổ nữa. Cả rổ khổng lồ. Non hay. Cọng gãy. Giờ hết mấy em dê ăn. Đó, như đây là đủ bữa cho mấy em dê rồi đó. Ok la ha. Một bầy ăn thấy thương luôn cả nhà ơi. Đó. Nó thấy mình là đi rong nó xin keo. Thương quá. Cả nhà ơi, rủ cả nhà đi đào khoai lang trên vườn ông chủ. Đây, mình thấy có củ khoai lang này, đã. Rồi ha, ủa sao mình mang vào tay sao mà nó ấy rồi. Đào nha. Ôi rối xong. Trời ơi, đây có củ bự rồi, lấy cái đùi cái xe. Đi qua mấy anh đây xem. Trái nào kia ha. Nó lạnh cái tay nó tê luôn. Ừ. Cái này hư ổn quá. Đây có trái này.
Wow, siêu to luôn. Okay. Thau màu xanh nữa. Cái bông cải xanh đẹp quá luôn mà nha. Trời ơi. Đây có cái bông bự lắm. Đây 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 đây. Wow. Đã chưa? Lạnh á. Nước nó đậm lại. Bên đây có một cái à. Mình nghĩ hai bông luôn. Hai cái bông cải trắng nè. Thu hoạch cái em này luôn nè. Hoa lan này vô cắt. Đây nó bông đó cả nhà. Chỗ đã chưa? Trắng nõn nà luôn. Rồi, thu hoạch được 3 bông cải trắng đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, củ cải đỏ nè. Được mấy em củ cải đỏ nè. Ok ha. Được mớ, không có nhiều. Đây được mấy củ nè. Wow, cả nhà xem nè. Mấy trái bíp phong cảnh đẹp kia chưa. Còn mớ ớt. Ui nhà đi hái ớt cả nhà ơi. Mấy trái bíp phong cảnh nó bự quá. Mình đâu có, mình không có bỡ nó nổi. Khi nào ông chủ ông tới á cả nhà. Ông với lại bà chủ rồi cái điêu khắc cái này cái kia họ thích đó. Còn mới ớt cuối cùng ở đây mình hái cuối mùa rồi, hái được gì hái. Đây là ớt lắng rồi nha. Cuối mùa mà vẫn còn trái đẹp quá ha. Nhà mình là đâu còn cây nào nữa đâu. Mình tẹm hết rồi. Tranh thủ dọn vườn sạch sẽ. Mùa đông thì vô trong nhà. Có gì nấu ăn đâu. Gọi là ngủ đông, nghỉ đông. Mình thì mùa hè đã bận rộn mệt lắm. Còn mùa này là sướng. Mùa này là được nghỉ ngơi nè. Ôi trời, cái cây này vậy mà vẫn còn trái dữ hả? Bao la luôn. Được mớ rồi đây cả nhà này. Đây là ớt gì đó. Ớt này cũng dạng là một loại ớt cay. Nhưng mà năm nay nó lại không cay.
trồng ớt cây năm nay có vẻ nó hơi ngọt ngọt rồi nha. Nó hơi the the thôi chứ nó không cay giống như nằm ngoài. Cái nở rồi. Chị chủ chỉ mua cái ớt này là ớt cay đó. Mà nó có cay đâu. Đỏ rồi. Để ngày mai hỏi chị quản lý muốn cắt ớt này như thế nào. Sẵn tiện hai cái này vô luôn nè. À nhà ơi, xách cái rổ lại đi. Đi tìm ớt. Đi tìm ớt đặng vào trong cắt tiếp rồi nha. Ngày nào cũng ra tìm ớt như vậy nè. Trái nào hơm hơm là hái vô. Cái này đỏ nè, đẹp ha. Tới giờ lạnh quá rồi, muốn đỏ quét cũng không có. Không đủ thời gian nữa là thôi cái nào hơm hái vô luôn. Thôi nó lây cả nha. Trái này âm hưởng như đây. Ok ha. Ớt trái tim cả nhà. Đây, nhìn y như trái tim luôn, đẹp á. Nó không kịp chín nè. Hơi hầm hầm nè. Nó hư luôn phải không? Nó lầy á. Giờ hết đỏ rồi, giờ cứ đi tìm em hầm hầm đó. Bữa hôm đỏ đẹp ha. Ít ngày nữa mà nó kêu đông đá là thôi mấy cái em xanh cũng đi luôn. Em xanh là vô cắt luôn. Giờ hươm trước đi. Hươm nó ngọt hơn. Trời ơi, nó lạnh tê cái tay luôn rồi nha. À, bên đây có trái bự chưa nè. Đây. Này có trái nè. Tê cái tay. Lạnh không ơi, lạnh quá. Ớt chuông nhiều trái mà không chín uổng. Mình đây có trái hươm nè. Hươm nè. Trái hươm quá trời luôn. Ôi trời ơi, trái đây quá chừng này. Đã dễ sợ không. Mình đây có trái hươm hươm nè. Phải trái nè. Rồi, đầy cả rổ luôn. Đã rồi nè nha. Đó. Ừ, tay nó tê.
cứng đỏ luôn rồi nha. Đó, rồi để cho mấy ngày sau nó còn hươm được trái nào nữa thì hái ha. Còn hôm nay thì hươm hươm vậy là hết rồi đó. Hết mấy em hươm rồi. Còn em xanh xanh không à. Xanh xanh như thế này nhiều nè. Đó. Mấy trái hươm hươm này là hết rồi đó. Hôm nay được cái rổ này. Nó này. Này, ớt trùng xanh. Ôi bồm quá, những ớt trùng đỏ rồi giờ hết rồi. Xem em này, đẹp đẹp à. Đại. Quả nào quả nấy bự chán. Còn hai cây à, bốn cây chứ. Dãy bên kia mình hái chân rồi à, mình nhổ hết luôn rồi đó. Còn bên đây mấy cây này lộng lòi. Ngọt dữ lắm. Nhưng mà vẫn không ngọt bằng ớt sô cô la. Ớt sô ra à, cái nó đặc biệt lắm, nó ngọt mà nó có cái vị đậm đà ngọt á. Còn ớt này là ngọt thì chỉ ngọt bình thường thôi. Xong nó mình nhổ luôn, nó bỏ compost hết rồi.